Đây chào bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên để test cái máy mà để tháo cái led này. Thì rất nhiều ông bảo là dùng bàn là hay các thứ ấy, thì bàn là công suất nó 1.000W đấy, còn tốn điện hơn cái này. Này 500W thôi. Và bàn là các còn phải thiết kế cái hệ thống mà để gá đỡ bàn là, nó phải kê kiếc đây chả bất gì. Đây là tôi làm cái nồi cơm điện hỏng. Còn mấy ông nào mà bảo là tôi điều chỉnh nhiệt theo cái kiểu này ấy, thì nó đơn giản, nó thật sự ấy. Nếu mà để điều khiển bằng PLC tôi cũng làm được cơ. Và tôi không chấp những cái ông mà cứ vào gọi là cào bàn phím ấy, còn các ông thích thì các ông làm đi. Còn để tháo led này rất nhiều cách, tôi nói là vậy. Hôm nay tôi sẽ làm, bởi vì một cái em ở trên mạng, em này rất là bình luận, rất là có học và rất là cầu tiến, hỏi tôi một câu rất là chuẩn chứ không phải ý châm chọc gì, là anh ơi em thấy rất là hay nhưng mà anh thử tháo led ra và lắp led lại em có sáng không nhá. Rồi ok, thì mình thấy câu đó câu rất là tốt, thì mình sẽ thử cho em đó đây nhá. Cá nhân tôi luôn đánh giá cao người mà hỏi theo kiểu mà ý xây dựng. Đây đầu tiên anh sẽ bôi keo này. Đây, rồi thì mình vặn 150 độ nhé. Đây, anh chọn 160 170 độ đi cho dễ. Trên bảo tốn công suất thì những cái máy mà để tháo led ấy, công suất nó cũng 400-500W cơ, và nó chạy liên tục cơ. Thế là khi mà các bạn đặt một cái câu hỏi hay một comment các bạn phải suy nghĩ đấy. Trên cái kiểu thích như ở Việt Nam mình có những ông thích kiểu nói như kiểu để gọi chứng minh được cái sự tồn tại của ông ý ấy. Tôi cần làm những cái điều có ích cho cộng đồng nhưng tôi không nghe mấy cái ông ý ở đây nhá. Chúng ta đặt lên này. À, mình sẽ lấy con led này. À, ok. À, chưa được. Đây nó chưa đủ nhiệt đâu nha, mình vẫn cứ lấy cho các bạn xem này. Thế mình đã nhấc nó ra rồi nhá, các bạn nhìn thấy không, mình đã nhấc con led này ra rồi nhá. Bây giờ mình sẽ đo bằng đồng hồ vạn năng cho các bạn xem đấy, để xem nó sống hay chết đấy. Ok, đây tôi sử dụng thang đồng hồ vạn năng này. Các bạn thang đo thang R nhân 10K ấy, cho nó chuẩn nhá. Này thang nhân 10K này, chờ nó nguội tí đấy, các bạn nhìn thấy không, sẽ có một chiều lên kim này. Đây nhìn cái đồng hồ thấy không nhỉ. Đấy, đo thang 10K sẽ một chiều lên kim này. Đấy, đây chiều led được phân cực thuận và chiều ngược lại nó sẽ không lên kim nhé. Ok chưa, đấy ngược lại đây. Đây các bạn nhìn rõ để tôi quay góc quay này, nó hơi khó tí, vừa quay vừa làm rất là mệt, đi làm về cả chiều với đây. Đấy đây nhé, mình đo cho các bạn xem mà con led này đang sống hoàn toàn nhé. Đây đo bằng thang nhân 10K để biết nó có giò hay không ấy, còn muốn nó sáng hay không ấy nhá, thì các bạn đo triển hai, đo hai đầu này là nó sẽ sáng này. Đấy, hai đảo ngược lại. Đấy, các bạn nhìn thấy sáng không? Đấy nhá, à, sáng nhá. Bây giờ mình sẽ đóng con led này vào trong cái, đây là cái mạch này. Đấy, mình sẽ đóng vào cho các bạn xem nhá. Rồi ok. Để đóng vào chúng ta sẽ bôi cái gì đây, chúng ta sẽ bôi cái để mình xem cái chiều của nó đó. Đây cái chiều bên to thì nó ở bên bên phải, còn chiều bên nhỏ là nó bên trái nhá. Rồi ok, thế để làm được ấy thì mình sẽ đặt lên này, đặt con led đây nhá. Mình sẽ vặn cho 100, đây mình đặt cho khoảng độ 160 độ nhá. Rồi bây giờ mình sẽ bôi cái mỡ hàn lên này, các bạn nhìn thấy không? Đấy, mình bôi mỡ hàn lên. Đấy, mình đặt trên đây xem nó chảy chưa. Đây, chỗ mình bôi này. Mình lấy cái này cho các bạn xem ở đây. Đấy. Đây, mình áp nó vào xem nào. Đấy, bắt đầu nó chảy thiếc ra chưa? Mình lấy cái banh banh này, mình xem nó chảy thiếc ra rồi nhá. Thì mình sẽ đặt cái con này vào đấy. Đấy.
Thôi mình đặt vào nhá, rồi ok, xong mình nhắc nó dần 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 để nó nguội dần này, các bạn nhìn nào. Đây, để nó nguội dần nhé, rồi nó sẽ tự dính, đây. Ok, chờ nó nguội một chút, cho mình sẽ đo cho các bạn xem mà con led này có sống hay không nhá. Đấy. Đấy, mình làm nó trơn quá, nó chưa dính như này. Đây không sao, đây mình làm lại cho các bạn xem nhá. Đấy, mình làm rơi, bây giờ mình lại hàn lại cho bạn xem này. Đây. Ok. Đấy, hàn xong rồi, chờ nó nguội một chút nữa, không rồi nó lại chạy đấy. Để cho quạt hoặc cái gì để cho nó nguội đi một chút, đừng có động vào không là nó lại tuột ra đấy. Đấy, sau đó mình chờ nó nguội một chút, mình lấy tay mình thử rồi mình sẽ đo cho các bạn xem nhé. Đấy, thì câu hỏi của bạn này rất là hay và thực sự là quan tâm đến cái vấn đề này, thì mình sẽ làm cho các bạn clip thôi, chứ còn những cái ông mà chém gió nọ kia thì mình làm gì. Đấy, đấy các bạn thấy không, mình làm nó không dính nhức lại này. Đấy, bây giờ mình lại phải hàn lại nhé. Đấy, mình tăng nhiệt lên rồi. Cái chủ quan của mình là chưa nhìn thấy nó chảy này. Đây các bạn nhìn thấy không, anh nhìn thấy nó chảy nhá. Đấy, bây giờ mới được này. Đấy, ok, chảy này rồi, ok, bây giờ mới được này. Hôm nay chủ quan quá. Đấy, đây, cái này mới làm vận hành một cái máy gì mà mới chưa chắc nó được trơn tru đâu, phải không? Mình phải quen cái máy rồi nó. Chờ nó nguội đi một chút đó. Đây. Đây các bạn thấy không? Mình đã hàn ok nhá, đây, lay lay được rồi. Lay lay được rồi nhá. Đây bắt đầu nguội đi. Rồi ok. Bây giờ mình sẽ đo cho các bạn xem con led vừa rồi nó có sống không nhá. Và nó có bị giò không này. Đấy. Đây. Đấy các bạn nhìn này, led nó vẫn sáng trắng này, để mình tắt cái đèn trợ sáng này. Đấy, đấy cái led nó vừa hàn này, nhìn thấy không? Đấy, nó vẫn sáng trắng nhá. Đây này, đấy. Bây giờ là ta đo bằng thang 10K, nó không thể bị giò đâu nhá. Đo 10K này, 10K sáng mờ nhá, ok chưa? Rồi nhưng mà đo chiều ngược lại không lên này. Bây giờ đo chiều ngược lại kim không lên nhé, đây cho các bạn xem luôn nha. Đấy, cái led này đo ở thang 10K này, để xem giò mà không lên nhá. Đo chiều phân cực thuận là sáng lờ mờ nhá, ok thì lên là đúng rồi. Trên đó mình đã test cho các bạn cái máy để hàn led này đấy. Đây. Chúc các bạn thành công nhá.